now. Marcel? Trong má xéo. Trong ngôi mì xa má xéo tí. Trong ngôi mì xa má xa quá đi. Ủa rụp, má xéo nó lươn. Mì xa là mấy chì má xéo. Mình chua đấy. Anh cho lòng cho chọc rồi. Ê, nhớ nhớ nhớ. Đúng rồi. Bây giờ đưa xí ta. Theo cái gì lâu rồi. Theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.